Ok. Em nghĩ sao về các cái mối quan hệ ở trong showbiz? Em nói ở đây rộng hơn là chỉ là yêu đương. Trai gái rồi gặp người với nhau. À, khi gặp một người như em thì đây. Nghĩa là các cặp đôi trong showbiz yêu nhau như thế nào? Showbiz rồi thì là rồi chia tay, chia chân rồi thích khác rồi. Các bạn tất nhiên là chúng ta hoạt động nghệ thuật thì đôi khi cái tình cảm nó cũng khác người bình thường một chút xíu thôi. Em là một người cũng hoạt động nghệ thuật, em cảm thấy cái điều nó đúng không và nó em mình không phỏng đoán rất là đúng hay sai, nó chỉ là như thế nào thôi. Thì theo em thấy á, nếu như là cả hai đều hoạt động showbiz mà đến được với nhau á, thì em nghĩ điều đó thật sự rất là quý, rất là tốt luôn. Tại nếu như mà đến bền mà lâu dài tiến tới hôn nhân mà có một cái tổ ấm hạnh phúc nhỏ luôn á, thì em nghĩ là rất là quý cái chuyện đó. Tại điển hình như là chị Thu Trang với anh Tiến Luật là ba mẹ của em ở trong phim Gia Đình Là Số 1 đó, thì em thấy rất là nhìn họ rất là hạnh phúc, nhìn hai chị hạnh phúc cực kỳ luôn. Ngay cả ở ngoài bình thường đi chơi, anh chị cũng rất là hay dành những cái cử chỉ tình cảm cho nhau nè. Rồi những lúc ở trên phim trường cũng vậy, anh Tiến Luật lúc nào cũng cô bạn gái tôi đâu rồi, là kiếm chị Thu Trang đó, là anh Tiến Luật luôn luôn hỏi vậy, cô bạn gái tôi đâu rồi. Anh rất là dễ thương, nói chung là nhìn thật dạ hai chồng rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Rồi em giống như là điển hình khác là cặp chị Thủy Tiên với anh Công Vinh cũng là có những cái cặp vậy, em thấy rất là quý, rất là ngưỡng mộ, rất là đẹp. Đời mà lạ rồi, đối với mỗi thứ là người ta phải vượt qua rất là nhiều thứ đó. Thì giống như cái chuyện của hai vợ chồng anh Tiến Luật với chị Thu Trang á, thì em nói là em quý cái là ngày xưa, tại hồi lâu anh Tiến Luật có tâm sự là ngày xưa có một cái giai đoạn á, là cả hai vợ chồng đều gặp khó khăn. Hai vợ chồng đều gặp khó khăn thì đó, nhưng mà cả hai cùng nhau vượt qua được cái khó khăn đó. Và tiến tới giờ thì em cảm thấy là quý cái những câu chuyện như vậy.